Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, tàu biển cao cấp Manchifly cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long mang theo khoảng 2.600 du khách Đức và một số quốc gia Âu Mỹ. Theo lịch trình, du khách dành một ngày tham quan khám phá các điểm đến nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, City Tour trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và tham gia các sự kiện sôi nổi dịp nghỉ lễ tại thành phố Hạ Long. Thị trường khách du lịch tàu biển đang phục hồi rất tích cực. Từ đầu năm đến nay đã có khoảng 48.000 lượt khách tàu biển đến Hạ Long, Quảng Ninh. Chiều qua tại quảng trường công viên Sun World, thành phố Hạ Long, lần đầu tiên diễn ra chương trình lễ hội bia chả mực Hạ Long 2024 với đường kính 2,5m, độ dày 30cm, cân nặng 210kg. Chiếc chả mực do cơ sở hải sản Mạnh Hà có địa chỉ tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long chế biến đã xác lập kỷ lục chả mực lớn nhất Việt Nam. Tại buổi khai mạc lễ hội bia chả mực Hạ Long 2024, tổ chức kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao chứng nhận kỷ lục cho thành phố Hạ Long và cơ sở sản xuất. Chiếc chả mực khổng lồ đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách tới tham quan và check-in. Trong chương trình khai mạc lễ hội bia chả mực Hạ Long 2024 chiều nay, người dân và du khách tham gia cũng được mời thưởng thức chả mực miễn phí. Lễ hội bia chả mực Hạ Long 2024 sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 1 tháng 5. Là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kích cầu du lịch Quảng Ninh, sáng qua, thành phố Uông Bí đã tổ chức chương trình Uông Bí chào hè với nhiều hoạt động thú vị như giao lưu các ban nhạc, nhóm nhảy, giao lưu dân vũ chào hè 2024, trưng bày các gian hàng sản phẩm ô cốp, hội thi xe diễu hành, tuyên truyền quảng bá các hình ảnh du lịch đặc sắc của địa phương. Năm du lịch 2024, thành phố Uông Bí chọn chủ đề Uông Bí trải nghiệm 4 mùa. Bên cạnh việc phát triển du lịch tâm linh gắn với khu di tích danh thắng Yên Tử, nằm trong quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, đang trình UNESCO công nhận di sản thế giới. Thành phố Uông Bí cũng định hướng mở rộng hoạt động du lịch theo hướng du lịch sinh thái, du lịch đồng quê, du lịch trải nghiệm với nhiều điểm đến hấp dẫn như Hồ Yên Trung, Lượng Xanh, Đỉnh Phượng Hoàng, đem đến nhiều trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn dành cho du khách và nhiều sản phẩm du lịch mới khác. Tối qua, huyện Vân Đồn tổ chức khai mạc du lịch Vân Đồn chào hè 2024 với chủ đề Wonder Summer 2024, mùa hè bất tận. Với chương trình nghệ thuật đặc sắc, sôi động, chương trình mang đến những hình ảnh vùng biển Vân Đồn, vịnh Bái Tử Long hoang sơ, biển xanh cát trắng, nắng vàng, mời gọi, chào đón du khách bốn phương. Trong suốt dịp nghỉ lễ từ nay đến ngày 30 tháng 4, chuỗi sự kiện Vân Đồn mùa hè bất tận Wonder Summer gồm các chương trình, mini show, đại nhạc hội mang chủ đề khác nhau với sự góp mặt của những ngôi sao nổi tiếng được giới trẻ yêu thích như Trung Quân, Big Daddy, Ame, DJ Trang Moon. Người dân và du khách sẽ được tham gia trải nghiệm kinh khí cầu, hòa mình vào không khí sôi nổi của cuộc thi nhảy Sun Kiss Dance Contest dành cho học sinh, sinh viên. Dịp này, địa phương cũng tổ chức khai mạc du lịch hè tại các xã đảo Quan Lạn, Minh Châu.